tìm thấy xác con tàu lớn trên sa mạc, cánh cổng thời không thật sự tồn tại. Bí ẩn, người cú xuất hiện ở Anh, sinh vật ngoài hành tinh hay ác linh địa ngục. Người phụ nữ Anh chạm mặt sinh vật huyền thoại, người thần lằn. Trần Tiên mến chào quý khán giả của TCT Khám Phá. Như chúng ta đã biết, sa mạc là một nơi chỉ toàn là cát, nắng và gió. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn phát hiện một con tàu bị đắm trên sa mạc? Tìm thấy xác con tàu lớn trên sa mạc, cánh cổng thời không thật sự tồn tại. Sa mạc Namib ở châu Phi là sa mạc lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây có những truyền thuyết mang đậm màu sắc thần thoại. Một số người nói rằng sa mạc này được tạo ra từ cơn thịnh nộ của thần linh. Cũng có người nói rằng có một cánh cổng thời không ở sâu trong sa mạc. Vì tò mò, vào năm 1909, một đoàn thám hiểm đã đến đây, nhưng không ngờ lại tìm thấy xác một con tàu lớn chở hàng. Họ kinh ngạc tự hỏi, làm sao lại có tàu trên sa mạc? Nhóm thám hiểm đã thông báo tin tức này ra bên ngoài. Sau đó, một lượng lớn các chuyên gia và học giả đã đến đây để tìm hiểu. Cuộc điều tra cho thấy con tàu này thực sự là một con tàu bị chìm vào năm 1891. Nó khởi hành ra biển từ thành phố Hamburg của Đức. Vậy nên, con tàu này đã có trên 100 năm tuổi. Thời gian trôi qua đã làm thay đổi hình dáng ban đầu của con tàu. Khi các nhà khảo cổ học cố gắng hết sức để khôi phục lại hình dạng ban đầu, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy đường nét chung của nó. Còn việc vì sao nó xuất hiện trong sa mạc thì chỉ có thể dựa vào suy đoán. Một số chuyên gia cho rằng do sa mạc Namib gần Đại Tây Dương nên có lẽ trước đây có đường thủy cho tàu bè đi vào sa mạc và có thể con tàu đã bị tai nạn nên nằm lại đây. Sau đó dòng sông bị chuyển hướng và bị cát bồi lấp nên mới hình thành nên cảnh tượng con tàu đắm trên sa mạc. Cũng có người suy đoán rằng xác tàu có thể đã va phải đá ngầm rồi sau đó nó gặp phải một cơn lốc xoáy và cuối cùng bị thổi vào sa mạc. Còn có người đưa ra giả thuyết rằng con tàu chở hàng có thể chìm xuống đáy biển và được đưa đến đây thông qua cánh cổng thời không. Trải qua hàng chục năm nắng gió, các bộ phận của con tàu đã hư hỏng nặng và hiện vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến nó bị chìm. Con tàu đắm trên sa mạc này đã trở thành một điểm thu hút, chụp hình nổi tiếng ở địa phương. Nhiều người khi đến thăm sa mạc này đều sẽ đến đây để tìm hiểu. Bí ẩn, người cú xuất hiện ở Anh, sinh vật ngoài hành tinh hay ác linh địa ngục? Thưa quý vị, cho đến nay vẫn còn một số truyền thuyết về những sinh vật kỳ lạ ở các nước phương Tây, ví như người bướm, người thần lằn và người cú. Họ là những chủng sinh vật bí ẩn sống trong những góc tối của trái đất. Họ thậm chí còn xuất hiện xung quanh chúng ta thông qua hình thức ngụy trang. Kể từ thế kỷ trước, đã có rất nhiều người trông thấy sự hiện diện của họ. Ở Vương quốc Anh vào thế kỷ trước, có người đã nhìn thấy người cú. Theo các nhân chứng, chủng sinh vật này giống với diều hâu, nhưng có thân người, đầu cú vọ, móng vuốt sắc nhọn và đôi cánh khổng lồ. Nhiều người dân trong cùng khu vực khẳng định đã nhìn thấy sinh vật này. Một số còn chụp ảnh lại, một số khác thì cho rằng đó là sinh vật ngoài hành tinh. Ngày 17 tháng 4 năm 1976, tại một ngôi làng nhỏ ở Cornwall, nước Anh, một cặp chị em đang đi dạo gần nhà thờ thì nghe thấy một tiếng rít lạ lùng. Sau đó, họ nhìn thấy một người cú có thân hình rất lớn, toàn thân mọc đầy lông vũ bay lượn trên nhà thờ. Đôi mắt của người cú phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, khiến hai người họ vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy người cú được ghi lại. Cha của hai cô gái tên là Milin, ông đã kết thúc kỳ nghỉ sớm để đưa hai người con gái về nhà và từ chối phỏng vấn. Tony, một người nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, bắt đầu liên lạc với Milin và nhận được bản phác thảo của người cú do một trong hai cô gái vẽ lại. Không dừng lại tại đó, ngay khi mọi người sắp quên sự việc này, thì người cú lại xuất hiện vào ngày mùng 3 tháng 7 cùng năm. Cô bé Sally, 14 tuổi, và người bạn Barbara đang cắm trại trong khu rừng gần nhà thờ. Theo mô tả, họ nghe thấy tiếng rít khi đứng bên ngoài lều. Khi quay lại thì thấy một người cú với đôi tai nhọn hoắt và đôi mắt to đỏ rực. Khi sinh vật này bay lên không trung, nó có những móng vuốt giống như chiếc kìm màu đen vậy. Mùa hè năm 1976 là khoảng thời gian rất kỳ lạ đối với Vương quốc Anh. Trong năm đó xảy ra các vụ nhìn thấy UFO và quái vật biển. Những người chứng kiến người cú thường mô tả nó là sinh vật có đôi cánh khổng lồ. Nó thường được nhìn thấy trong khi đang bay lơ lửng trên các nhà thờ hoặc trong khu rừng cạnh một nhà thờ nhỏ trong làng. Sinh vật này được ước tính cao từ 1,2 đến 1,5 mét
và phủ bởi một lớp lông vũ màu xám. Theo thống kê, trong 2 năm 1976 đến 1978 đã có rất nhiều người bắt gặp người cú ở địa phương. Những người trực tiếp nhìn thấy đã báo cáo về sinh vật này như sau. Nó có kích thước tương đương một người đàn ông bình thường, nhưng được bao phủ bởi lông vũ, có tai nhọn, móng vuốt sắc trên tay và đôi mắt đỏ ngầu. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến người bướm. Cả người bướm và người cú đều là những bí ẩn chưa được giới sinh học đưa ra lời giải đáp. Họ thường cao từ 1,5 đến 2 mét, sải cánh dài khoảng 3 mét và có đôi mắt đỏ. Cả hai đều có liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên và UFO. Cú được nhiều nền văn hóa coi là loài có liên quan đến điểm xấu và xui xẻo, đặc biệt là cái chết. Vì vẻ ngoài hung dữ nên loài cú khiến người ta liên tưởng đến các ác linh trong truyền thuyết. Trong cuốn Động vật ngoài hành tinh xuất bản năm 1985, các nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên người Anh đã chỉ ra rằng nhà thờ Monan được xây dựng giữa một công trình dân dụng thời tiền sử. Họ cho rằng nhà thờ có thể được xây dựng trên địa mạch và có một trường năng lượng siêu nhiên gần đó. Sự xuất hiện của người cú có thể là biểu hiện của năng lượng trong không gian này. Các nhân viên của Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng huyền bí nói rằng họ tin người cú là có thật và rất có thể đó là sinh vật ngoài hành tinh. Không chỉ ở Anh, tại Ấn Độ người ta cũng phát hiện một sinh vật kỳ dị trông giống người cú. Loài vật có hình dạng đặc biệt lạ lùng này được các thợ xây ghi hình ở một công trường tại Visakhapatnam, thủ phủ bang Andhra Pradesh ở Đông Nam Ấn Độ. Trong video, hai trong số ba con vật nhìn chăm chăm vào những người quay phim với đôi mắt màu đen lớn trừng to. Người quay phim thậm chí còn khẳng định nghe thấy tiếng chúng đang trò chuyện vui vẻ. Hai sinh vật lạ có bộ mặt dài nhọn, đầu to, mắt đen thẫm giống như người ngoài hành tinh. Người phụ nữ Anh chạm mặt sinh vật huyền thoại, người thằn lằn. Trong lịch sử, người thằn lằn được miêu tả là cao khoảng hơn 2 mét, mắt đỏ rực. Nó có 3 ngón tay và 3 ngón chân. Đầu mỗi ngón tay và ngón chân có một lớp màng tròn giúp cho sinh vật này có thể bám chặt khi leo trên trần nhà hoặc các bức tường. Người thằn lằn lần đầu tiên được nhìn thấy cách đây 37 năm ở đầm lầy Skape Ore và khu vực đầm lầy trong và xung quanh thị trấn đi phía nam Carolina, Mỹ. 30 năm sau, loài sinh vật bí ẩn này lại xuất hiện. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 8 năm 2015, bà Sarah Bera sống tại quận Sumter, bang South Carolina, Hoa Kỳ cho biết, khi bà đang đi đến nhà thờ cùng một người bạn thì vô tình bắt gặp người thằn lằn. Lúc đó, sinh vật này đang chạy lẫn trong các hàng cây. Bà lập tức dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm hoi này. Con vật này mỗi chân chỉ có 3 ngón, đều có móng vuốt. Nó đứng thẳng, cơ bắp cuồn cuộn, với cặp mắt đỏ ngầu, mũi hếch và cái đuôi dài như đuôi kangaroo. Bà Sarah đã gửi một bức thư điện tử đến hãng tin ABC News. Trong đó bà khẳng định rằng, thề với Chúa là tôi không hề bịa đặt ra điều này, thật không thể diễn tả nổi. Ngay sau khi tin tức vụ việc được đăng tải, thì có người cáo buộc bà đã nói dối và hình ảnh mà bà chụp được chỉ đơn giản là một người đàn ông mặc bộ đồ người thằn lằn bằng cao su giả trang thành. Nhưng lúc đó lại có một người đàn ông khác công bố một đoạn video có cảnh người thằn lằn mà ông quay được cách đó mấy tháng. Người này cho biết ông đã vô tình quay được sinh vật kỳ bí với cái đuôi dài đang luồn lách như tên bắn trong những hàng cây trong một lần đi săn chồn hương. Nó xuất hiện cách ông khoảng 27m đến 36,5m. Ông không hề có ý định công bố video này ra công chúng cho đến khi có tin bà Sarah nhìn thấy người thằn lằn. Ông đã gửi video này cho hãng tin WCIV. Đi kèm với video là một lá thư. Người đàn ông này cho biết ông đã đọc thông tin chạm trán người thằn lằn của bà Sarah Bera. Điều này đã cho ông can đảm công khai video mà ông quay lại được từ tháng 5. Lý giải về việc giữ im lặng, ông nói: mặc dù vợ tôi tin tôi rằng nó có thật, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ nếu mọi người nghĩ tôi là một người ngớ ngẩn. Vì thế tôi đã giữ im lặng. Theo hãng tin CNN, trong gần 3 thập kỷ qua đã xuất hiện nhiều dấu vết của người thằn lằn. Trong đó có một lần vào năm 2008, hai người đàn ông tên là Dixie Rawson và Bob nói rằng họ đã chạm mặt sinh vật bí ẩn này và nó đã cào xước xe minivan của họ. Quý vị thân mến, trên trái đất chúng ta còn vô số những hiện tượng kỳ lạ không cách nào lý giải. Phải chăng trên trái đất chúng ta còn có nhiều chủng loài sinh vật giống người mà khoa học còn chưa khám phá đến?
hay những sinh vật ngoài hành tinh đã đến trái đất và chung sống cùng chúng ta từ rất lâu. Còn quý vị có kiến giải nào khác cho những sự việc trên? Hãy để lại suy nghĩ của mình vào phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khám phá tiếp theo.